Người đàn ông này là Dong Chun, từng là một sát thủ khét tiếng của băng đảng xã hội đen. Anh có thể giết chết một con bò chỉ bằng một cú đấm, mặc dù là một sát thủ máu lạnh. Nhưng kể từ lúc gặp được người vợ Jisoo hiện giờ của mình, Dong Chun liền bắt đầu thay đổi 360 độ và trở lại làm người. Để vợ mình có thể sống một cuộc sống tốt hơn, Dong Chun liền đi khắp nơi đầu tư. Qua nỗ lực không ngừng của mình, anh không những không được gì, mà ngay đến cả tiền vốn cũng bị lừa. Vốn dĩ không cần phải lo ăn lo mặc mà bây giờ đến đâu cũng đều nợ. Và chính sự đầu tư bừa bãi của anh đã khiến Jisoo ghét cay ghét đắng. Không còn cách nào khác, Dong Chun cùng ông bạn Chun Sik đành đi bán cá trên thị trường hải sản. Người vợ Jisoo cũng làm hai công việc cùng lúc để duy trì cuộc sống. Cho dù như vậy, quyết tâm lập nghiệp của Dong Chun cũng không bị dập tắt. Sự kiên trì này của anh thật đúng là tấm gương sáng cho đời tôi. Lần này, anh quen được một ông chủ bán phá giá cua hoàng thượng trong nước. Theo những gì mà ông ta nói thì cua hoàng thượng ở Hàn Cung không đủ cầu. Như loại ông ta đang mang đến, một con ít nhất cũng phải lời được đến hơn 200.000 won. Chỉ cần Dong Chun đầu tư, thuyền cá chỉ sau một tháng sẽ cập bến, sau đó lại phân phối ra thị trường trong vòng một tháng, và mất một tháng cuối cùng để lưu thông trên thị trường. Như vậy sau 3 tháng có thể phất lên như diều. Nghe đến đây, Dong Chun đã bị thuyết phục rồi. Thế là anh lập tức đi mượn tiền và số tiền nợ lại tăng thêm. Sau đó giấu vợ mình, đầu tư 100 triệu won vào cua hoàng thượng. Nhưng chuyện này cũng không thể nào giấu mãi được. Do đó, vào một hôm, khi đang về nhà, Dong Chun chuẩn bị dùng cách nói bóng nói gió để giải thích về chuyện cua hoàng thượng. Vừa nói được vài câu, nào là cua hoàng thượng cũng không tệ, thì Jisoo liền biết anh lại không an phận nữa rồi. Và thế là cô bắt đầu phát điên lên, chặn luôn lời mà Dong Chun định nói phía sau. Lúc này, đột nhiên một chiếc ô tô tông thẳng đuôi xe họ. Thấy thế, Dong Chun vội xuống xe kiểm tra. Nhưng tài xế trong chiếc xe đằng sau lại không xuống xe mà chỉ mở hé cửa xe ra. Tài xế nói rằng anh ta sẽ bồi thường toàn bộ và đưa cho Dong Chun một tờ danh thiếp. Thấy Dong Chun vẫn bảo anh ta xuống xe kiểm tra tình hình hư hại của xe, tài xế trực tiếp lấy một xấp tiền ra bảo Dong Chun nhanh cầm tiền rồi đi đi. Thì ra tài xế và ông chủ JT của hắn không phải là loại gì tốt đẹp hết. Họ là một công ty cho vay nặng lãi, tối nay vốn định đi thu tiền, nhưng kết quả là lại thấy con gái của con nợ khá xinh đẹp. Thế là chúng lập tức trói cô lại để trừ nợ, do đó người bị trói ở phía sau chính là cô gái kia, nên chúng đương nhiên cũng không muốn gây rắc rối. Còn Jisoo khi thấy tên tài xế kiêu ngạo như vậy thì liền chạy ra nói lý với hắn và bảo sẽ gọi cảnh sát đến xử lý, mà vẻ đẹp của Jisoo vừa hay lại bị tên JT nhìn thấy. Thế là trong đầu hắn lập tức nảy lên suy nghĩ xấu xa, nhưng hắn vẫn áp chế lại được. Để nhanh chóng thoát thân, hắn đích thân xuống xe rồi đánh cho tên tài xế một trận. Hắn không những bảo tên tài xế xin lỗi hai vợ chồng mà bản thân còn đích thân xin lỗi họ, rồi sau đó kiêu ngạo mà quay xe đi. Rất nhanh, một tháng đã qua đi nhưng cua hoàng thượng vẫn không thấy động tĩnh gì. Dong Chun sắp đến mức phải ra đường ăn xin rồi. Thế là anh chỉ đành khép nép đến gặp nhà thầu để thương lượng về việc thanh toán hàng, nhưng kết quả lại chỉ lấy được một chút tiền lẻ. Có điều thứ anh muốn chỉ là lấy được cua hoàng thượng, còn tất cả những thứ khác không phải là vấn đề. Tuy nhiên, một tin xấu ập đến, tàu cá vượt biển chở cua hoàng đế hoàng thượng, chỉ vì đi nhầm vào vùng lãnh hải của quốc gia khác nên đã bị hải quan nước đó giữ lại rồi. Nếu như vẫn bị giữ lại thì Dong Chun sẽ mất hết tất cả, nhưng cuộc sống có khó khăn đến mấy thì anh cũng sẽ không để vợ yêu của mình chịu uất ức. Vào sinh nhật của Jisoo, Dong Chun còn dẫn cô đến một nhà hàng phương Tây cao cấp. Trong lúc đó, hai người liền nói đến tình hình kinh tế gần đây. Lúc đó Dong Chun liền lỡ miệng nói ra tất cả. Lúc này Jisoo mới biết Dong Chun lại đi đầu tư rồi. Hơn nữa sau khi biết được lần này anh đã đầu tư vào 100 triệu won, thì Jisoo liền có chút không khống chế được biểu cảm trên gương mặt. Thế là cô lập tức phát điên lên. Nhân lúc Dong Chun đi chuẩn bị bánh gato, cô liền tức giận mà bỏ về nhà trước. Sau khi về đến nhà, Jisoo nhìn vào tuyên ngôn kết hôn của họ, thì liền biết được Dong Chun vì để họ sống tốt hơn nên cơn giận trong cô cũng giảm đi hơn nửa. Sau đó cô liền gửi tin nhắn cho Dong Chun. Nhưng khi Dong Chun sắp về đến nhà thì lối đi trước chung cư bị xe ben chặn lại. Còn Jisoo ở đây cũng có người dùng bạo lực xông vào trong nhà. Không đợi cô kịp gọi điện thoại thì mấy tên to con đã chế ngự cô. Mà tên trói cô lại chính là ông chủ JT, người đã đâm vào đuôi xe của họ. Còn Dong Chun thì vẫn đang lo lắng mà đợi ở đây. Sau khi Jisoo bị đám JT đánh thuốc mê đưa đi, thì chiếc xe chặn trên đường mới từ từ lái đi. Xem ra là tên JT kia đã cố tình sắp xếp điều này để ngăn Dong Chun về nhà. Khi anh về đến nhà thì lại không thấy bóng dáng của vợ đâu. Còn trong phòng ngủ thì chỉ là một mớ hỗn độn. Sớm đã ra khỏi xã hội đen nên Dong Chun lập tức gọi điện báo cảnh sát. Nhưng sau khi kiểm tra hiện trường, cảnh sát cũng không có bất kỳ phát hiện nào.
Camera giám sát ở dưới chung cư đã bị hỏng từ trước, nên chỉ chụp được hình dáng mờ mờ ảo ảo của tên tội phạm. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Dong Chun liền nhận được điện thoại của tên JT. Chú ý thật kỹ sẽ thấy, lúc này, Dong Chun vẫn chưa biết về thân phận của tên JT, nhưng vì để tiện cho việc xưng hô nên anh mới có ý nhường đối phương. Hắn ta thừa nhận Jisoo đang nằm trong tay mình, mà Jisoo lại là điểm yếu duy nhất của Dong Chun, nên anh không thể nào không mềm mỏng với hắn ta. Theo danh thiếp hắn ta để lại trên tủ lạnh trong nhà, và theo thời gian như đã hẹn, Dong Chun đã đến nhà hàng trên danh thiếp, nhưng mặc cho anh đợi hoài, đợi mãi mà vẫn không thể hắn ta xuất hiện. Lúc này, chiếc điện thoại mà tên JT đã đặt trên bàn từ trước reo lên. Trong điện thoại, hắn ta bảo Dong Chun mở chiếc túi trên ghế ra, bên trong chất đầy tiền mặt. Hắn nói, đây là tiền để mua vợ của anh, hãy cầm lấy, đi hưởng thụ đi và đừng nhớ đến vợ mình nữa. Kẻ bắt cóc này cũng kỳ lạ quá đi thôi, chúng không cần tiền chuộc mà lại dùng một số tiền lớn để mua vợ người ta. Và đương nhiên là Dong Chun sẽ không đồng ý rồi. Thế là anh lập tức quay đầu, đem tiền đến đồn cảnh sát cũng đau đầu, thậm chí còn nghi rằng Dong Chun đã bán vợ mình đi, rồi tiền cũng bị tịch thu làm chứng cứ. Nhìn thấy lượng lớn người mất tích trên bảng đen ở đồn cảnh sát, Dong Chun ý thức được nếu dựa vào cảnh sát thì không biết phải đợi đến năm nào tháng nào nữa, do đó anh cần phải tự mình hành động thôi. Nhưng bây giờ tiền đầu tư vào cua hoàng thượng không thể lấy lại được nữa, ngay cả đến tiền đổ xăng anh còn không có, nữa là nghĩ đến việc đi tìm thám tử Tư giúp đỡ, do đó anh lại lần nữa tìm đến nhà thầu chợ cá để yêu cầu thanh toán tiền hàng. Lần này anh không nể bố con thằng nào nữa mà trực tiếp động thủ. Bình thường mấy tên lộng hành trong chợ này, Dong Chun chỉ vì vợ mình nên mới nhịn hết lần này đến lần khác. Còn bây giờ bản thân đang cần tiền để đi tìm vợ nên sao có thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Chỉ với vài cước anh đã xử đẹp được mấy tên tép siêu, thuận lợi lấy lại được số tiền hàng của mình. Tiếp đó, dưới sự giới thiệu của ông bạn thân, Dong Chun tìm đến một tên nhìn có vẻ giống lừa đảo, nhưng trên thực tế người này lại có chút kỹ năng của một thám tử Tư. Rất nhanh, thám tử đã điều tra ra biển số xe của người đã đến nhà ăn để tiền vào hôm đó. Sau đó anh lấy thân phận cảnh sát và đã tìm ra kiểu xe và chủ nhân của biển số này. Nhưng điều khiến Dong Chun thất vọng là, chủ nhân của biển số này vì nợ tiền cờ bạc mà sớm đã bán biển số xe đó cho chợ đen. Và đến đây thì manh mối cũng lại đứt rồi. Có điều ông ta cũng cung cấp cho Dong Chun địa chỉ chợ đen mà ông ta đã bán biển số xe đó. Theo chỉ dẫn của ông ta, ba người đến một sòng bạc dưới tầng hầm và nhìn thấy bà trùm băng đảng ở đây. Người này là trung gian trong việc giao dịch biển số xe ở chợ đêm. Khi Dong Chun vừa đến, anh lập tức muốn xem sổ sách kế toán của người ta. Dù sao thì người phụ nữ này cũng là người trong giang hồ mà lại bị mấy tên vô danh uy hiếp. Thế là cô lập tức gọi người của mình đến. Anh chàng thám tử này cũng có nghĩa khí đi, vốn định ra mặt bảo vệ hai người, nhưng vì quá yếu đuối nên đã bị đánh cho một trận tơi bời hoa lá. Dong Chun không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, vì dù gì người này cũng đang giúp mình mà. Thế là anh liền đi lên cho mỗi tên một cước. Mấy tên này đúng là vứt đi mà, không có võ công gì. Đã vậy mấy tên còn căn bản không có tên nào biết đánh nữa. Sức mạnh hủy diệt của trận đấu đá này gần như muốn phá nát nơi này. Cuối cùng, sau khi nhận thức được sức lực khủng khiếp của Dong Chun, bà trùm băng đảng liền ngoan ngoãn lấy sổ sách ra. Nhưng đã là giao dịch chợ đêm thì hai bên đều đã chú ý bảo mật thân phận nên căn bản là không tìm ra được người mua xe là ai. Có điều người mua xe này thường xuyên đến đây, có một lần còn để lại một tờ danh thiếp nữa. Khi rời khỏi sòng bạc, thám tử mới biết được thân phận thực sự của Dong Chun. Anh chính là chiến binh bảng vàng của băng đảng xã hội đen trong truyền thuyết, mà đây lại chính là idol của anh thám tử nên lại khiến anh có động lực hơn. Sau đó, Dong Chun cầm tờ danh thiếp đi đến một quán cơm để nghe ngóng và biết được người này đã sớm không còn làm việc ở đây nữa. Khi chuẩn bị rời đi, anh nhìn thấy một người đàn ông dẫn theo mấy cô gái trong hộp đêm, mà chiếc xe mà hắn ta lái lại rất giống với chiếc xe treo biển số giả. Sau khi xem xét, anh phát hiện ra trong xe tấm danh thiếp giống hệt như cái trên tủ lạnh nhà mình. Hơn nữa, Dong Chun cũng phát hiện ra, người đàn ông lúc nãy lại chính là người đã chặn đường anh vào đêm Jisoo xảy ra chuyện. Nhưng sau khi người đàn ông này nhìn thấy Dong Chun, thì liền thấy cắn rứt lương tâm mà lái xe bỏ chạy. Mặc dù Dong Chun đã cố hết sức ngăn lại nhưng vẫn để cho đối phương chạy mất, và thế là mọi chuyện đã có chuyển biến mới. Hôm đó, đồn cảnh sát thông báo cho Dong Chun đi nhận dạng thi thể. Sau khi nhìn thấy không phải là Jisoo, trái tim quặn thắt của anh cũng buông xuống được và thở ra một hơi nặng nề. Qua đối chiếu bên phía cảnh sát, thi thể là của người phụ nữ sống thực vật đã biến mất 2 năm trước. Rất nhanh, thám tử đã tìm ra dữ liệu của vụ án và biết được người chồng của cô gái này đã từng đến đồn cảnh sát tự thú. Tự thú, đừng nói là người này thực sự đã bán vợ nha. Do đó, Dong Chun liền tìm đến người chồng này. Từ chỗ anh ta, anh biết được năm đó,
Sau khi vợ thành người thực vật, người chồng đã hết mực chăm sóc, ngay đến TV cũng tranh nhau đưa tin, chỗ nào cũng đều nói anh chồng là người nặng tình. Đột nhiên, có một ngày, tên JT lại trói anh ta lại, mà nguyên nhân lại chính là vì nhìn thấy người ta ân ái trên TV nên ngứa mắt. Hắn nói rằng, anh như vậy không phải chính là muốn để người khác quyên góp tiền cho mình sao? Nào, đến đây, tôi cho anh. Nói xong hắn liền cầm một đống tiền mặt bày ra trước mặt người chồng, rồi bảo cái gì mà tình yêu, đi cầu đi. Cuối cùng, dưới sự ép buộc và dụ dỗ, người chồng đã đồng ý bán vợ, nhưng sau đó thì lại hối hận và bắt đầu đi khắp nơi tìm vợ mà không được gì hết. Và bây giờ, biết được vợ mình đã chết, anh cũng không có gì đáng điều tra nữa. Sau đó anh ta liền đưa tài liệu mà mình đã điều tra 2 năm nay cho Đông Chun. Tiếp đó, sau khi hai người xuống dưới nhà thì anh ta liền nhảy lầu tự sát. Từ trong tài liệu mà anh ta điều tra, Đông Chun đã phát hiện ra hình ảnh của tên tài xế đã đâm vào đuôi xe mình tối đó. Hơn nữa còn có một tấm danh thiếp giống y hệt với tấm mà tên tài xế đã đưa cho anh lúc đó. Tên tài xế chắc chắn có vấn đề, vậy thì tên ông chủ đứng sau hắn có lẽ chính là chủ mưu. Do đó, theo địa chỉ trên danh thiếp, anh tìm đến tên tài xế này, từ giờ sẽ gọi hắn ta là đầu nấm cho dễ nha. Đối diện với câu hỏi của Đông Chun, tên đầu nấm giả bộ ngây thơ. Thấy vậy, Đông Chun trực tiếp túm lấy cổ hắn rồi lôi hắn đi và dùng hình ép cung, nhưng hắn ta vẫn không biết sợ, đúng là có nghĩa khí đó nha. Từ đầu đến cuối vẫn khăng khăng không khai ra bất kỳ tin hữu ích gì. Còn ở bên này, JT cũng đã biết Đông Chun đã trói tên đầu nấm đưa đi, thế là hắn liền trực tiếp nhấc máy gọi cho tên đầu nấm và trực tiếp đối đầu với Đông Chun. Thế là cuối cùng anh cũng đã tìm được hung thủ đã bắt vợ mình đi. Có điều, trong cuộc gọi video, tên JT đã lấy Jisoo ra uy hiếp để anh giết chết tên đầu nấm, để tránh việc hắn ta bị cảnh sát khống chế tiết lộ ra tất cả mọi thứ, thậm chí trở thành nhân chứng bị người ta vu oan. Thấy Jisoo bị hành hạ vô cùng dã man, không còn cách nào khác, Đông Chun chỉ đành giết chết tên đầu nấm. Không những vậy, tên JT còn đưa ra một yêu cầu cuối cùng. Đó chính là đem tiền trả cho hắn thì hắn sẽ thả vợ anh ra. Lúc này thì gay rồi đây, vì tiền đều bị cảnh sát tịch thu làm vật chứng rồi. Sau khi cúp điện thoại, Đông Chun liền đập cho tên đầu nấm tỉnh lại. Thì ra anh đã dùng một chút kỹ xảo để hắn ta giả chết lừa tên JT kia. Sau khi biết được ông chủ JT vô tình với mình đến vậy, tên đầu nấm liền thành thật khai ra hết tất cả. Thì ra công ty cho vay tiền do tên JT điều hành chỉ là bề ngoài, còn hoạt động kinh doanh thực sự của hắn ta chính là buôn người. Hầu hết họ là khách hàng của các công ty cho vay không có khả năng trả nợ. Một số người thì bị bắt cóc vì vẻ ngoài xinh đẹp, ví dụ như vợ của Đông Chun. Những cô gái này đều bị đóng gói rồi đem bán cho những người ngoại quốc giàu có. Thậm chí bọn chúng còn phẫu thuật thẩm mỹ cho các cô gái để bán với giá cao hơn. Khi không ai cần chúng cũng không sợ, vì con có thể bán được nội tạng. Trước khi tên JT hành động, đều sẽ điều tra mục tiêu một cách rõ ràng và chỉ chọn những mục tiêu đang khó khăn về kinh tế. Như vậy thì sẽ tiện cho việc hắn dùng tiền mua chuộc, ép buộc và dụ dỗ. Người nhà của những cô gái này, có người thì cắn rứt lương tâm, đau đớn bất lực, cũng có người cười thầm trong lòng. Nhưng bất luận như thế nào, họ cũng đều chấp nhận cuộc mua bán này. Còn tên JT thậm chí còn thích cái kiểu dùng tiền đánh bại tất cả cái gọi là tình thân hay tình yêu. Có điều, mặc dù tên đầu nấm biết được những điều này, nhưng lại không biết được hang ổ của hắn ta ở đâu. Thế này thì họ chỉ có thể mạo hiểm đi đến đồn cảnh sát trộm tiền thôi. Do đó thám tử liền dẫn theo Chun-sik giả làm công tố viên Seoul, thuận lợi trà trộn vào đồn cảnh sát và đến được phòng vật chứng. Vốn dĩ họ đã có thể thuận lợi đem tiền đi, nhưng cuối cùng lại vẫn bị bại lộ. Khi bị cảnh sát chĩa súng vào đầu, hai người liền sợ đến mức câm nín. Còn Đông Chun ở bên dưới tiếp ứng thì sau khi nghe được tình hình, thì liền lấy khăn nhét vào bình xăng ô tô, sau đó châm lửa rồi nhanh chóng rời đi. Mấy chục giây sau, bình xăng bốc cháy và xảy ra vụ nổ vô cùng đáng sợ. Anh cảnh sát khống chế anh thám tử và Chun-sik cũng bị vụ nổ thu hút. Hai người đã đem tiền chạy mất hút, còn Đông Chun đã sớm khởi động xe và tiếp ứng họ ở trong sân. Đồng thời nhân lúc cảnh sát đi cứu hỏa, họ liền đem tiền chạy ra khỏi khu cảnh sát. Sau đó anh liền gọi điện cho tên JT, còn hắn ta thì như phát điên lên, không ngờ rằng Đông Chun lại dám đến đồn cảnh sát lấy tiền ra, thế là hắn chỉ đành nói cho anh biết vị trí hang ổ của mình. Cùng lúc đó, Jisoo cũng không hề nhàn rỗi, dưới sự giúp đỡ của một cô bé, cô đã thoát được ra khỏi đó. Thuận lợi chạy được ra đường lớn và chặn một chiếc xe taxi lại. Sau khi biết được tin này, tên JT đã sai người chặn cô ở gần đồn cảnh sát gần nhất và bắt cô lên xe. Đông Chun ở bên này thì cũng đã đến được hang ổ của hắn ta. Chỉ với một cú đấm, anh đã hạ gục tên côn đồ giữ cửa. Từ camera giám sát anh thấy các cô gái đang bị chuyển đi, nên anh lập tức chạy đến đó. Có điều là hắn ta lại không có ở đây. Lúc này hắn vừa mới bắt Jisoo về đến, và ở đây Đông Chun đã gặp phải một chút rắc rối. Tuy nhiên, trước sức mạnh vô song của anh thì bất kỳ cú đá tuyệt thế nào cũng đều vô dụng. Thế là chỉ với một cước hắn đã bị anh đánh ngất. Sau đó anh lại tiếp tục đánh tới thì lại gặp mấy tên yêu quái đang cầm vũ khí trên tay. Nhưng cũng không uy hiếp được ông chú của tôi đâu nha. Chỉ có tên vệ sĩ riêng của tên JT là có chút bản lĩnh.
Có điều, cuối cùng vẫn bị Đông Chun nhà ta cào đầu hắn ta lên trần nhà. Nhân lúc đối phương đang hoa mắt chóng mặt, anh liền bồi cho hắn một cú đấm ngất luôn tại trận. Lúc này một lượng lớn cảnh sát đã đuổi đến đây, giải cứu những nạn nhân trước đó đã được anh thám tử và Chun Sích giải cứu. Còn Đông Chun ở đây thì lại không tìm thấy Jisoo. Do đó anh liền quay xe đi tìm tên JT. Kết quả là trên đường xuống núi, anh đã đụng mặt hắn ta. Hai bên nheo mắt xác nhận đối phương có phải là người mình đang tìm không? Hắn là người không động vào được sao? Thế là một cuộc rượt đuổi khốc liệt chính thức bắt đầu. Một người đang liều mạng đuổi theo, còn một người đang sợ chết chạy trốn. Tên JT trong lúc không biết phải làm sao thì liền đẩy Jisoo lên uy hiếp anh, để anh sợ hãi mà dừng lại. Nhưng anh vẫn nhất quyết đuổi theo. Cuối cùng hai xe đụng nhau, xe của Đông Chun bị lật trên đường, sống chết không rõ. Tên JT nhìn thấy cảnh này thì liền nghĩ rằng cơ hội trả thù đã đến rồi. Thế là hắn cầm cây rìu trong xe xông thẳng qua đó. Vốn dĩ hắn định đánh kẻ thất thế, nhưng kết quả là Đông Chun căn bản lại không bị gì hết. Còn hắn ta thì lại trở thành kẻ tự chui đầu vào giò. Hắn bị Đông Chun lôi thẳng vào xe rồi tẩn cho một trận đau điếng. Sau một cú sót trong xe, JT bị đạp một cái bay ra ngoài xe. Sau đó nắm đấm của Đông Chun giống như những cơn mưa tát thẳng vào mặt hắn ta, còn hắn ta thì bị đánh đến mức ý thức cũng trở nên mơ hồ luôn. Sau khi hắn mất đi năng lực hành động, Đông Chun cũng cứu được người vợ đang hôn mê bất tỉnh ra. Hai người trải qua khó khăn, cuối cùng cũng đã được ở bên nhau, do đó họ ôm chầm lấy nhau. Cảnh sát cũng theo sát phía sau và đã bắt được tên JT. Cuối cùng, Đông Chun vì phá án có công nên không những không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mà ngược lại còn trở thành công dân anh dũng trên đài truyền hình. Và việc kinh doanh cua hoàng thượng của anh cũng bước sang một trang mới. Tàu cá của họ đã được thả ra. Một năm sau, việc kinh doanh cua hoàng thượng của anh đã có tiếng tăm khắp nơi. Lần này cuối cùng anh đã tìm được đúng đường đi cho mình, thực hiện được lời hứa để vợ sống những ngày tháng hạnh phúc. Được rồi, đừng quên like, share và theo dõi mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.